Toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, công các bà, cô dì, chú bác và toàn thể nhân dân trong làng cũng như là quý khách thập phương, để chuẩn bị cho chương trình buổi lễ mừng công xây dựng ngôi bãi đường đền làng Đông An của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Giờ này chúng tôi xin phép được dành một chương trình văn nghệ đặc biệt để chào mừng buổi lễ mừng công xây dựng ngôi bãi đường đền làng Đông An của chúng ta. Trước hết xin trân trọng kính mời toàn thể quý đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta về nước. Và sau đây chúng ta sẽ thưởng thức một ca khúc viết về ngành xây dựng, bài hát Trên công trường rộn tiếng ca. Xin mời ca sĩ Nguyễn Thanh trở về để cùng tham dự chương trình văn nghệ. Ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca được thể hiện qua tiếng hát của Khánh Dương và Nguyễn Thanh. Xin mời quý vị đại biểu chúng ta cùng thưởng thức. Xanh chỉ có hoa đưa hương với cả tình ta lần bước ta lên đường. Như ngày qua anh nơi chiến trường đã hẹn cùng nhau để giữ lấy quê hương cho ngày hôm nay vai xanh vai trên công trường. Công trường trời xanh vườn ống khói xuân sáng khắp đời nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù lắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vương lòng, tình yêu đang rẽ sóng non sông. Như khi mãi lời bạn, trái tim mãi hồng tươi, người thay những đứa tôi gửi quê hương mến yêu. Quý vị đang thưởng thức ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca được thể hiện qua tiếng hát của Nguyễn Thanh và Khánh Dương. Vâng,
quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Trên Công Trường Ruộng Tiếng Ca. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, giờ này thì chúng tôi cũng xin kính thưa nghi tới toàn thể quý đại biểu, chúng ta có chương văn nghệ, có thơ, ca, thì xin quý đại biểu chúng ta cùng gửi về ban tổ chức để cùng tham dự chương trình văn nghệ trong buổi lễ của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Nhân dân, trong những ngày chúng ta để có những ngày vui, những ngày họp mặt của khu cộng đồng dân cư, và đặc biệt là trong buổi lễ mừng công xây dựng ngôi đền làng của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Trong giây phút hạnh phúc này, chúng ta không khỏi bùi ngùi nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, và giờ này để tưởng nhớ tới người, giờ này xin mời toàn thể quý đại biểu chúng ta cùng thưởng thức bài hát chèo Mùa Thu Nhớ Bác. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Bác ơi, bác đã đi xa, ấm no hạnh phúc muôn nhà an vui. Nhớ thương xúc động bùi ngùi, nhòa trong nước mắt, vùi sâu trong lòng. Trong nắng thu chan hòa đẹp mê tươi, con đứng trang nghiêm mi bụi người còn thức trong nắng lung linh, nắng lung linh ba tình khắp bốn phương trời, dòng người thương nhớ khôn người, lòng trào dâng khôn diệt trong trái tim người sáng cuối người. Đi khắp năm châu muốn dặm đường gian nào vất vả, bác đã đi xa khắp bốn phương tìm đường cho nước non ta ngàn đời hạnh phúc ấm thơ gió trong gian khó vượt ngàn khơi, sóng gió đi tới chân trời. Đưa chúng con đi, con đi đường vinh quang cách mạng. Trên khắp non sông nỗi nhớ mong, một lòng Nam Bắc một nhà hòa cùng khúc hát ca vàng. Biển Nam thương nhớ bác vẫn chưa thỏa ước vào thăm một lần. Mùa thu nhớ bác theo điệu Đường Trường Bán Thước. Thơm ngát hương sen
dịu dàng thăm lý đường bác đi đã đi xa ta đi xa muôn nỉ trùng rừng đóa sen hồng nên người cũng hát yêu thương trời thôi trong ngày sáng bác vẫn đây tỏa nắng pha đình vâng, kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, để tiếp tục chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ hôm nay, giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta cùng thưởng thức bài múa dân vũ do tập thể Túp Múa của làng Đông An chúng ta thực hiện. Xin mời các diễn viên chúng ta chờ. Trên quê hương quán
Vừa rồi chúng ta vừa được thưởng thức bài múa do năm cô gái nàng Đông An chúng ta thực hiện rất thành công. Vâng, thưa quý vị, ở nhà thì các cô là những người bà, người mẹ, người vợ, người chị, người em rất trung hậu, đảm đang, thủy chung. Và hôm nay trở về với sân khấu thì thực sự các bà, các cô đã trở thành những người diễn viên múa rất tuyệt vời, thể hiện rất thành công bài múa vừa rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bà, các cô rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân. Để tiếp tục chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ hôm nay, sau đây xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, chúng ta sẽ thưởng thức bài hát chèo Nhớ Về Hội Quê. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này. Tháng riêng về với hội xuân, nhớ câu đến hẹn lại lên với người, bồng bềnh câu hát người ơi, liền anh liền chị nụ cười trao duyên. Quay thao vành nón nghiêng nghiêng, cong cong cánh phượng em thêm miếng trầu. Chiếc nón y bài tầm, em đi hồi xuân. Chiếc nón y bài tầm, em cầm trên tay đón ngày hội mới. Trong nắng xuân hồng, trai gái trao duyên mừng. Anh đến, anh đến hồi xuân. Anh vẫn đi tìm bao nhiêu bao nhiêu năm nào em hát câu hát chung tình ta biết người ơi dẫu rằng rất nhiều. Chúng ta vừa thưởng thức bài hát chèo Nhớ Về Hội Xuân. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, để tiếp tục chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ của chúng ta hôm nay. Giờ này thì ban tổ chức chúng tôi xin phép được trân trọng kính giới thiệu và xin kính mời ông Phạm Mạnh Hùng, là một già làng, sẽ có bài thơ nói về cảm xúc trong những ngày xây dựng ngôi bãi đường, ngôi đền làng của chúng ta hôm nay. Xin quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật đông nhất ạ để chào mừng ông Phạm Mạnh Hùng.
với lời thơ rất là ý nghĩa, bài thơ rất ý nghĩa để chúc mừng buổi lễ, chúc mừng ngôi đền làng của chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu dân làng Đông An, kính thưa các vị đại biểu khách quý, hôm nay làng Đông An tổ chức lễ mừng công giai đoạn 1 xây ngôi bái đường đền làng Đông An. Tôi đã làm mấy câu thơ và xin đọc để chúc mừng và góp vui với chùa làng tôn tạo đẹp đàng hoàng, đền làng còn đơn giản, biết làm sao đây. Hội nghị dân làng tỏ bày quyết tâm nhất trí sửa xây đền làng. Bây giờ làng xóm khang trang, nhớ ơn công đức Trịnh Hoàng Công Quân hơn 600 năm lập nên khu dân Liêu Hạ vững bền ngày nay. Hôm nay dân làng vỗ tay mừng giai đoạn 1 sửa xây đền làng. Cho dù còn khó mới bàn góp công góp của, đồng lòng thành công, không khí phấn khởi vô cùng. Chùa đền cùng đẹp, ghi công dân làng. Xin cảm ơn. Thì chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị đại biểu, kính mời toàn thể nhân dân. Chúng ta cũng tiếp tục trở về đền làng để tiếp tục dự chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, sau đây thì tôi xin được gửi tới toàn thể quý đại biểu một ca khúc. Bài hát này được phổ nhạc theo thơ của nhà thơ Nguyễn Bính, vâng, một nhà thơ rất nổi tiếng, viết về nét đẹp của quê hương chúng ta ngày xưa, và đặc biệt là có một ca khúc viết về người con gái mối tình xưa, bài Chân Quê. Bài thơ này thì đã được phổ theo nhạc Tân Nhạc, phổ theo hát chèo, vâng, và giờ này thì tôi xin được cũng là ca khúc này tôi xin được truyền tải tới toàn thể quý vị theo tiêu hát văn, vâng ạ, hát văn Chân Quê. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi, con đêm đầu nàng. Em đi tình nghi về hôm qua, em đi tình nghi về, đợi em ở mãi con đê đầu nàng. Quần lính dồn nề dàn khăn vuông, quần lính dồn nề dàn áo cài quý bấm, em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm đua rồi cái dây nâng đuôi nhuộm hồi sáng xuân, nào đâu cái áo tươi thân y
khăn bỏ qua tay quần nay đen nói ra sợ bất lòng lòng em ván em hãy giữ nguyên quê mùa như hôm em đi lễ chùa nghe chương trình văn nghệ chào mừng buổi tối hôm nay. Giờ này chúng tôi trân trọng giới thiệu và xin kính mời trình bày sân khấu tiếng hát của anh Phạm Tiến Nhật. Vâng, xin mời anh Phạm Tiến Nhật trình bày sân khấu để tham gia chương trình văn nghệ chào mừng buổi tối hôm nay. Xin trân trọng kính mời tiếng hát của anh Phạm Tiến Nhật. Trai nàng của Đông An cũng được đại diện lên trên này là có vui văn nghệ với lại nàng. Có một số lời ca tiếng hát để mừng. Ngọc Điện chốn Kim Môn cô ra vào Ngọc Điện chốn Kim Môn danh thơm ngoài coi tiếng đồn trong mê trong cung bầu trời cảnh phật phong mi quang bốn mùa trên bát ngát trăm hoa đua nở dưới cành cây cầm thú đua chơi ơi
khắp với mọi nơi, cá theo ngược nước đi. Nhuyễn bơi vẫy vùng trên rừng tung, gió rung sao sắc chiếc đèn sườn non, vẫn đã treo neo kìa dòng sông Hương, nước chảy trong veo. Sông Hương nước chảy trong veo, thuyền xuôi người ngược đi. We're